Thưa quý vị, công ty hàng không vũ trụ thương mại Axiom Space, đối tác của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, đã tiến hành triển khai thành công sứ mệnh đưa tổ phi hành gia tư nhân thứ hai lên ISS vào ngày 22 tháng 5 vừa qua. Và trước đó thì vào tháng 4 năm 2022, SpaceX và Axiom Space cũng đã thực hiện chuyến bay đặc biệt để có thể đưa phi hành gia đoàn phi hành đoàn tư nhân đầu tiên lên ISS trong nhiệm vụ kéo dài 17 ngày. Đây được xem là bước tiến quan trọng cho mục tiêu hướng tới thương mại hóa du hành không gian. Tên lửa phan công chính của SpaceX đưa tàu chở phi hành đoàn Asia Mission 2 dự kiến đáp tại ISS vào 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5 theo giờ địa phương. Các phi hành gia này sẽ thực hiện 20 thí nghiệm khoa học trong khoảng thời gian 10 ngày lưu tại ISS, trong đó có một nghiên cứu liên quan đến phản ứng của các tế bào gốc trong môi trường không trọng lực. Ax-2 bao gồm các thành viên là phi hành gia Peggy Whitson, chuyên gia nghiên cứu về ung thư vú là Rayana Banawi và hai phi hành gia Ả Rập Saudi là Ali Ankani và John Schopner. Đối với ACM Space, những nhiệm vụ này là bước đầu tiên hướng tới mục tiêu đầy tham vọng xây dựng trạm vũ trụ riêng, dự kiến bắt đầu khởi công từ năm 2025. NASA cũng có kế hoạch ngừng hoạt động trạm ISS vào năm 2030, thay vào đó sẽ đưa các phi hành gia đến trạm tư nhân.